tập võ mà. Vậy hả? Vậy thôi tập tiếp đi nha. Ê, tập chung cho vui đi. Thôi. Dạ. Tập võ chung cho vui đi. Thôi. Người ta con gái Thùy Mị mà. Trời ơi, Thùy Mị cũng phải tập võ để tự bảo vệ mình chứ nào. Đúng rồi. Thôi, đã nói Thùy Mị nè. Trời ơi, nãy giờ chị với Ba La tập vui. Thôi. Thôi. Đã nói là không tập rồi. Sơn yêu thương. Ngày mai ngập ánh nắng xuân trên đường con về, trời hồng mây trắng gió lay mai đào khoe màu. Trẻ thơ nô nức đón xuân vui cùng bao người, mùa xuân mang đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa tim con nhận ra điều con quy nhớ luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương trao dâng nơi cõi ta trở về. Đi qua lầm mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Sao chị có đậu xanh? Chuối đâu? Đang gói bánh tét bằng đậu xanh mà. Bỏ chuối vô, làm cái chuối gì? Bớt cà khịa để cho người ta làm. Làm tiếp đi mẹ. Dạ. Làm đi. Ủa? Sao tôi nghe ở ngoài người ta hay bán bánh người ta rau? Ai bánh tét đậu xanh chuối không à? À, vui vẻ không quạo nha. biết rồi. Khoan, vụ gì nữa? Tôi chắc lần này là mấy người sai nè. Mở. Mở đâu? Không dám nhắc mở đâu ra. Đối với tép là phải có mở. Đây là chùa. Bệt nha. Bỏ mỡ vô làm gì? Bánh chay. Ra trộm lửa. Nhất tôi tổn thương quá. Bánh tét Việt Nam. Một cái bánh năm đứa gói trong 3 tiếng. Ba tiếng nè. Ngày mai ngập ánh nắng xuân trên đường con về, trời hồng mây trắng gió lay mai đào khoe màu. Trẻ thơ nô nức đón xuân vui cùng bao người, mùa xuân mang đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa tim con nhận ra sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương trao dâng nơi cõi ta trở về. Đi qua lầm mê mang theo mùa xuân. Mấy chị ơi, gì béo
Em đang cảm thấy cái không khí này thiệt là đã lắm luôn á. Ờ, mát mát ha. Rồi ấm ấm nữa ha. Nhiều người bây giờ cuối năm rồi nhiều việc quá, rồi lo cho gia đình nên không có lên chùa nhiều đúng không chị? Ủa vậy chị em mình rảnh hay chị chốt? Tất nhiên là không rảnh rồi. Mệt em quá. Ý là mình cũng nhiều việc nhưng mà mình có cái tâm ý để mình về đây mình phụ chùa, cho nên mình mới về được. Tại vì chùa cũng mới xây. Nhưng mà sau này á thì có bao nhiêu Phật tử sẽ đến đây phụ mình lo hết những cái việc mà mình đang làm thì sao? Chị đang nói ảnh phải không đó? Bào hay là lo? Hay lo thì ít, bao thì nhiều. Trời đất ơi, cà khè mới chịu hả? Sai rồi, sai rồi. Cũng có 5 người làm mà. Em thấy cũng vui mà. 5 người mà gói một cái bánh tét trong vòng 3 tiếng đồng hồ ha. Biết giúp ghê. Không biết là giúp ăn hay là giúp quậy nữa. Ê, ê, ba bạn, đây đây nè, bánh chín rồi nè. Trời ơi, trời ơi, chín rồi hả? Ủa mà sao biết bánh chín? Trời ơi, nấu mấy tiếng rồi, nước trong khe nè. Bà này, nước đục ngầu mà trong gì trời. Bây giờ chị là người cà khẻ đó chị. Trời ơi, công nhận cà khẻ mà lên nhanh vậy luôn á hả? Chị xin lỗi. Khỏi cho ăn bánh tét vậy hả? Đúng, đúng rồi, chị đi vô lấy dĩa đây. Ngày mai ngập ánh nắng xuân trên đường con về, trời hồng mây trắng gió lay mai đào khoe màu, trẻ thơ nô nức đón xuân vui cùng bao người, mùa xuân mang đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa tiếng con nhận ra điều cao quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương trào dâng nơi cõi ta trở về. Đi qua làng mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa tiếng con nhận ra điều cao quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương trào dâng nơi cõi ta trở về. Đi qua làng mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Đi qua làng mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Đi qua làng mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Rồi đúng rồi đó, ừ rớt rồi đó, ừ. Em vẫn chạm á. Trời ơi, gió lây mai đào khoe màu. Dạ, ấy dạ, xuống. Ủa, mùa xuân mang đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa tiếng con nhận ra điều cao quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mai niềm vui xa dịu trong nhau. Ê nhìn cười, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, em quay nơi cõi ta trở về. Đi qua làm mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Về cái túi em ngồi ghê lắm. Ủa, ngồi xe, ngồi cầu cá gì là đó. Trời hồng mây trắng gió lây mai đào khoe màu, trẻ thơ nô nức đón xuân vui cùng bao người, mùa xuân mang đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa tiếng con nhận ra rất trời ơi đang đẹp.
mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương trao dâng nơi cõi ta trở về. Đi qua lầm mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Rồi okay. Rồi các bạn có mở rồi không? Tôi sai 100%, cái bắt đầu linh linh, cái quay qua đầu là gì nè, mở đâu sắp rồi hả? Chị đâu có ăn gì đâu. À đó thôi. Chưa, em vẫn còn gì nữa mà. Cái đập tả nữa, mấy cái đập tả này. Mấy nước cho ngày mai ngập ánh nắng xuân trên đường con về. Trời hồng mây trắng, gió lay mai đào khoe. Lẩu năm đặc biệt của chùa Niết Bàn với hai loại rau thôi nhưng mà được trang trí rất là bắt mắt và rất là đẹp. Chuẩn bị đào khổ với hiện trường, cảnh tất cả. Qua bao ngày xa, tim con nhận ra. Điều con quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương trao dâng nơi cõi ta trở về. Đi qua lầm mê mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Xuân mang tình thương mang lời ca mang phú hoài, cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa chắc là quý nhớ luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn. Lên canh khung cái rồi là anh nhanh cầm dù cho nè. Lên em đau cơm quá à. Mang theo mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương.